Thế theo yêu cầu của anh khách nha, mình làm cái video nói về kích thước á, của cái block này. Thì cái này á mình test rồi, hơi ra rất là mạnh nha các bạn. Và hiện tại thì rất là nhiều khách hỏi bên mình mua động cơ để kéo cái này nè, làm cho cái làm cái bơm nén khí á. Ok, thì tổng dài nhé, tổng dài từ từ cái co này đó, tầm khoảng 170 175 là tới cái mép này luôn, 175. Mấy cái nhỏ này hơi cũng khỏe nha, nói chung cái nào hơi cũng khỏe, nhưng mà cái lớn thì cái áp lực nó cao hơn đó. Chứ không phải là cái lớn mà hơi nó không khỏe bằng, hoặc là nó khỏe hơn, nó khỏe hơn bởi vì cái áp á, cái áp nó lớn hơn. Nhỏ thì nó gọn ha, nó cũng tầm tầm 180 190 nha, bát bát. Ở đây cái nó có một đường hơi nữa nha, đây, một đường hơi. Đây là cái trái gọi là cái van đồng á, cái van đó mở tự động á, nó sẽ tự hút xuống nha. Cái này mình khóa lại nha, cái này mình khóa lại thì á, hai cái van này nó sẽ làm việc nha, hai cái này sẽ làm việc. Ví dụ như các bạn bật bục hơi đi, các bạn xoay nó sẽ nén rất là chặt nha, nó hút xuống. Còn trên đây có một dây, dây này dây dương nha, màu đen nhưng mà dương. Các bạn cấp với âm là mát thì nó sẽ hút cái mặt này vào. Cái này nó quay tự do nè, ở bên trong nó có một cái sao ta, một cái cuộn điện á, 12V 500 điện á, cuộn dây đồng. Các bạn khi chập vào 12V nó thì nó sẽ hút để làm gì, để nó truyền động từ cái dây Curo này nè qua cái trục này. Cái trục này là trục làm việc nhé, cái này chỉ là truyền động. Nó nhỏ thì cũng không có nhiều các bạn. Cái đợt mình lấy thử nghiệm mà vẫn lấy nhiều, thấy nó còn mới á, nó nhỏ là được 2 nè, 3 nè, tầm 5-6 cái. Còn lớn lớn thì cũng tầm 5-6 cái nha, lớn nhìn mấy cái nhìn nó đã ha, chất lượng. Hôm nọ gửi cho anh khách một cái hơi rất là kính luôn á, cái đó hình như là chưa, là nó nè các bạn thấy không, hơi á. Tức là những cái này các bạn biết không, khi có vấn đề hoặc là khi người ta thay ra, người ta vẫn lắp lại cái này nè, cái chốt á, người ta vẫn lắp lại nha. Các bạn nhìn thấy hơi nè, hơi khi các bạn đè á nó trả ngược lại nha, nó nén rất là khỏe nha. Đó, hơi nó nén lại. Còn cái nào mà khi các bạn đậy lại rồi nhưng mà các bạn quay nó không có giữ hơi nữa thì cái đó thì hỏng nha, nó bị tuột hơi, mất hơi. Cái này không có pulley ha. Ok, anh xem giùm nhé.